Rồi, ở câu C, để chứng minh HK vuông góc với mặt phẳng SAC á, thì các em nhớ cho thầy một cái bài toán kinh điển. Được chưa? Bài toán kinh điển trong cái mục này sẽ là gì ta? BD vuông góc với mặt phẳng SAC. Được chưa? Đây là bài toán kinh điển. À, như vậy thì em thấy là BD vuông góc rồi. Người ta chứng minh HK cũng vuông góc nữa. Vậy có phải là hai đường này song song với nhau không? Đấy, vậy thì để chứng minh hai này vuông góc này, thầy sẽ chứng minh HK song song với BD như này là kết thúc. Được chưa? Nhưng trước đó các em phải chứng minh ABD vuông góc với mặt phẳng AC là mình đã chứng minh ở câu A rồi đúng không? Đấy. Như vậy thì bây giờ mình chỉ cần chứng minh song song nữa thôi. Mà để chứng minh song song á thì bài này các em sẽ quan sát cách thầy giải nhé. Đây là một bài toán cũng khá là quen thuộc. Các em sẽ áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông. Bạn nào chưa biết hệ thức lượng trong tam giác vuông là gì thì các em hãy xem lại cái video về các kiến thức hình phẳng mà thầy đã đăng trước đó nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ xét xét tam giác SAB vuông tại A đúng không? Vuông tại A này thì mình có là gì? Cạnh góc vuông bình phương SA bình bằng tích của hình chiếu là SH nhân cho cạnh huyền là SB đúng chưa? Đấy. Như vậy thì ở đây em suy ra được là gì? Suy ra cho thầy. Rồi. Khoan đi. Bây giờ mình xét tiếp tam giác SAD cũng vuông tại A. Cũng vuông tại A. Thì mình có là gì em? SA bình bằng gì? SK nhân SD đúng không? Cạnh góc vuông bình phương bằng tích hình chiếu nhân với cạnh huyền. Đây là những kiến thức hệ thức lượng trong tam giác vuông cơ bản. Rồi, như vậy thì mình có hai cái thằng này cùng bằng cái SA bình. Vậy chứng tỏ rằng là gì? SH nhân với SB bằng SK nhân với SD. Đúng chưa? Mà ở lớp 7 các em đã học bài tỷ lệ thức rồi. Mình có A nhân D bằng B nhân C. Thì mình sẽ suy ra được một cái tỷ lệ quan trọng là gì? A phần B bằng C phần D. Bằng cách đơn giản em nhân chéo lên thôi. Được chưa nào? Như vậy thì ở đây thầy suy ra là gì? SH phần gì? SD bằng SK phần SB. Được chưa? Đó, các em thử nhân chéo lại, các em kiểm tra xem coi đẳng thức mình đúng chưa nha. Được chưa? Còn đây thì thầy kiểm tra đã đúng rồi. Nhưng mà để có chỗ thì thầy sẽ viết cái tỷ lệ này ở ngang hàng luôn để tí nữa chúng ta có chỗ chúng ta trình bày ha. Suy ra đây, SH chia SD bằng SK chia SB. Đúng chưa? Rồi, mà mình thấy cái tỷ lệ nó hơi lệch đúng không? Nếu muốn HK song song với BD á thì theo như định lý Tam giác đảo mình phải có là SH chia SB bằng SK chia SD. Nhưng mà ở đây em chỉ có là NH chia SD thôi. Như vậy thì mình phải chứng minh tam giác SAB bằng tam giác SAD để hai cái cạnh SB và SD này nè, hai cạnh này nó bằng nhau. Được chưa? Mà hai tam giác này bằng nhau quá rõ ràng rồi đúng không? Tam giác này có cạnh SA chung, hai góc vuông và AB bằng AD. Được chưa? Rồi, bây giờ ta có này, ta có tam giác SAB bằng tam giác SAD. Hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp là cạnh góc cạnh nhé. Được chưa? Vậy từ đây mình suy ra được một điều quan trọng đó là SB bằng với SD. Được chưa? Rồi, như vậy thì thầy đánh dấu đây là một. Thì thầy thay vào một, thay cái đó vào một thì ta sẽ được là gì? Đây, tỷ lệ quan trọng là SH phần SB bằng SK phần SD. Được chưa? Đấy. Rồi bây giờ áp dụng những câu trước hệ quả ta lét ha. Rồi mình xét tam giác SBD có gì? SH chia SB bằng SK chia SD. Như vậy từ đây mình suy ra được là HK song song với BD theo như định lý Thales đảo. Được chưa? Rồi, mà gì nữa? Mà BD vuông góc với mặt phẳng SAC không các em? Mới chứng minh ở câu A rồi. Như vậy mình suy ra ngay là gì? HK này
của mình cũng sẽ vuông góc với mặt phẳng SAC, đúng không? Và trong mặt phẳng SAC thì nó lại chứa đường thẳng gì? AI, đúng chưa? Vậy thì đây, tới đây suy ra HK vuông góc với AI. Giải thích về AI của chúng ta nằm trong mặt phẳng gì em? SAC. À, như vậy thì câu này nó sẽ khá là khó khăn, vì các em để chứng minh được điều đó các em phải chứng minh gián tiếp qua nhiều bước. Được chưa? Rồi các em hãy xem lại một lần nữa, mình rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình. Rồi có những gì thắc mắc thì em hãy comment phía bên dưới cho thầy nha. Rồi thầy xin chào các em.